Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Hoàn Bãi nha anh em. Hôm nay em xin test cho anh em xem con cưa xích Stein 038 anh em nhé. Dòng bình xăng nhựa đó, hàng hệ đẳng cấp anh em nhé. Anh em nào mà đi cưa rừng hay là xài máy lâu rồi thì đều nghe nói đến cái dòng máy 038 này anh em nhé. Đó, dòng này nó là thương hiệu đẳng cấp rồi đó. Anh em nào mà đi cưa rừng cách đây tầm hơn chục năm, cái thời mà đời đầu anh em, có cây 038 đúng là đại gia, là đẳng cấp anh em nhé. Đó, nó chuyên đi cưa rừng, đi cưa những cái cây to đó, và độ bền nó rất là cao, và phụ tùng thay thế của nó rất là nhiều, nói chung hầu như là nó có mới 100%, bởi vì dòng này nó là đời trước của dòng 381 anh em nhé. Đó, dòng 381 nó là hàng của Trung Quốc, còn hàng này là hàng của Đức xịn. Đó, máy móc nó y chang nhau, nó khác mỗi cái có xả áp anh em nhé. Đó, nhưng mà độ bền con này thì nói chung là chấp 381 mắt anh em. Đó, anh em nào đi cưa rừng lâu năm đời trước ấy, thì sẽ biết là cây 038 nó giá trị anh em nhé. Đó, và hàng nó đắt tiền. Đó, anh em nào đi cưa rừng lâu năm thì nói đến dòng 038 là người ta biết ngay dòng máy cưa xịn anh em nhé. Đã nói dòng cưa Estin là người ta đã biết nó xịn rồi, nhưng mà nói đến cái dòng 038 là nữa là người ta biết là hàng đắt tiền ngay em nhé. Đó, con này lam zin, lam zin 570, làm xịn còn nguyên chiếc Estin này luôn em nhé. Xích Estin vuông sơn tròn sơn 6. Đó. Máy thì nòng 52 ly, nói chung là nó như y chang cây 381, công suất nó như nhau anh em nhé. Đó, nòng 52 ly. Trọng lượng của nó vào khoảng 70 rưỡi. Khoảng 70 rưỡi. Con này xài làm 70, 80, 90 1 mét đều ok luôn nhá. Đó, dòng công suất lớn nha anh em. À, bao zin cho anh em từ AZ nha, bít tông còn nguyên sọc ngang em nhé. Em có quay video trước để quay cây này là xoay bít tông cho anh em rồi. Anh em nào thích xem kỹ hơn thì em thể kết bạn qua Zalo 0345 050399 trên bảng kia, để anh em để em chụp ảnh bít tông rồi chụp ảnh phụ kiện bên trong anh em xem nhé. Đó, có anh em nào chưa tin tưởng nữa thì anh em có thể đặt cọc trước, rồi bên em sẽ tháo đồ ra cho gọi video cho anh em xem từng bộ phận bên trong để xem còn rin hay không nhá. Rồi, con này giá của nó là 11 triệu anh em nhé. Đó, con này là Estin 038, giá con này là 11 triệu. Đó, hàng chuẩn của Đức, hàng bãi về nguyên cây luôn. Đó, bao zin anh em từ A đến Z nha. Đó, giá chỉ 11 triệu con này. Nói chung là cây này anh em xài gấp mấy lần 381 luôn, vừa đẳng cấp hơn vừa bền hơn nha. Đó, mà đồ đạc thay thế của nó thì nói chung là y chang như đồ 381 luôn. Nó chỉ khác cái đời 381 thì nó xài cái nắp vặn gai, cái nắp cài, con này nó xài vào nắp vặn ren anh em nhé. Đó, hàng này là hàng chuẩn của Đức, bao zin từ AZ cho anh em luôn. Anh em nào thích xem kỹ hơn thì em thể kết bạn qua Zalo gọi video, em sẽ kiểm tra những cái chỗ mà anh em yêu cầu nha. Đó, con này là giá 11 triệu đồng là chuyển khoản, em sẽ bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, rất là ok luôn đấy. Con này là hàng chuẩn, rất là lâu lâu mới có cây này anh em, chứ không có nhiều cái dòng này đâu. Anh em xem trên các kênh của bên YouTube thì cũng lâu lâu gặp một shop, vài shop có cái cây 038 thôi anh em nhé. Con này nó vừa đắt tiền mà nói chung là đồ nó vừa thông dụng. Nó chỉ có đắt tiền thôi anh em. Nhưng mà xài chất lượng cực kỳ luôn nha. Rồi bây giờ sẽ test nổ anh em xem. Hơi căng đét này nha. Triệu anh em nhé. Anh em nào ưng cây máy này em liên hệ qua số điện thoại 0345050399 anh em nhé. Cam kết anh em zin 100%, chưa có bung máy luôn nha. Anh em có thể tháo bô ra xem bít tông rồi xem bên trong đã bung máy chưa là biết nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoàn Bãi nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của Hoàn Bãi nha anh em nhé.